có bị chê ta không? Chiều hôm qua chị cũng xuống, chị về chị cũng xách đi chị Vũ. Chị hôm qua chị về đó, chị thái đó. Mệt màu gì? Màu đen với màu gì? Giờ tao có dụng sớm nè. Có sớm thì rồi tới à? Như không ấy. Thì cũng không biết luôn á trời. Sớm hôm qua chị đi đâu ta? Sớm hôm qua không biết chị có để ý không? Nhà hàng có sáu nó ra dụng dụng chỗ nó trắng. Giờ chị này đỡ nhiều đó chị. Có cái cảm nó cũng còn thâm thâm. Do khô quá. Nó bị đông biêu á, nó lan vô á. Em biết rồi, nhưng mà giờ bữa xong rồi đó, cho chị phải dùng cấp ẩm phục hồi nhiều vô nghe cho nó khỏe cái vô lại nè.
số kinh gì? Biết gì? Giờ em làm biết hết đây. Ngồi thở cũng được, nam thở cũng được. Nó ấy nó ngực thôi. Dạ em đứng sợ, em đi rồi đi chứ. Chị bảo có sợ bị làm nước vô phổi. Bốc tám lẹ, hàng là tám lần thôi. Kìa. Tắm nước đá, tắm nước lạnh. Tắm nước lạnh cái thằng. Em làm biết nước khuya mới tắm. Dòng đóng lẹ cái đóng rớt của bò đấy nghe. Cái ghi cái bỏ là chị cứ tiếp tục bỏ đi, chuẩn bị lên sáng luôn là lì thiệt tử. À, dòng đóng là bồ đen của bỏ thôi là bà biết chứ chị, đúng không? Đúng y gì đó. Cái lì cái bỏ tiếp tục bỏ đi, lên sáng luôn là là người đại cứ tiếp tục bỏ đi. Và chuẩn bị lên tivi luôn. Đóng đó, đừng có đi dục có bô con quả nữa, giàu hết đóng là bô con quả thôi. Đừng có đĩa bô người khóc luôn là phải biết. À, yêu cào. Phù mọc thấy thấy chỗ thấy vô rồi. Ý tưởng thiệt là ha đó Trinh ơi. Lì dễ sợ. Thì cái bô rót của mình đĩa đó mà ngà nó tự nhiên nó cũng cầu nữa mà không không lẽ xe rót vô cũng lượm được ha quá hi. Dạ mà cũng không nghĩ rồi ra. Để nó chị hành bữa nay bệnh nó chứ bệnh đã bác gặp mấy lần rồi mà bữa nay bệnh nó bình thường cái gì đâu ta. Bà nó bà nhót quá, không phải bà nhót mà thứ gì mà nó ảnh hưởng gì bởi là bà không giúp nó. Đúng không bà? Cái gì có lợi cho bà chứ ảnh hưởng bà đâu giúp nó. À, sợ vậy.
ngày tết mình về cái ro đai cái y như cái bé bè chiến trường của bé ơi. Tôi thấy là có rồi đó, cái chiến dịch nữa. Cái chiến dịch đào nam đi dọn rốt nữa xô lỏ luôn á. Sai ro cái còn mới người lên bỏ cái đi bét từng người đó đó hả, đi nói từng người đó đó. Đào nam cái đó chửi lại đến mày thì nó bỏ thấy cái đuôi không thế thấy cái bỏ rồi thấy cái đuôi không kêu nó chửi một lần hộp quỷ luôn phải đâm rõ hộp biết hộp tổ giang phố đi đi qua nó âm thông trưởng bên đây bà Hạnh bà kêu thì chỗ này đâu có bôi da hộp đâu mà thấy cũng vui. Hả? Lâu chỉ lộng vậy à? Nó bò xung quanh đó. Ta thấy bò á, ta bò bên đây rồi ta bò bên kia. Thật ra thấy em